giá đáng chú ý cuối tháng 5 năm 2019. SAMSUNGGALAXIS9+ Giá 14,9 triệu đồng. Đã giảm 5 triệu đồng. SAMSUNGGALAXIS9+ đã được nhiều hệ thống chủ động giảm đến 5 triệu đồng trong tháng 5 năm nay, đưa mức giá về phân khúc cận cao cấp. Điểm thú vị của mẫu sản phẩm này đó là hệ thống camera kép tích hợp tính năng chống rung quang học OIS ở hai camera với một ống kính kính góc rộng cảm biến dual pixel 12 MP lấy nét tự động siêu tốc. đây cũng là mẫu sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên của thế hệ Galaxy sở hữu tính năng khẩu độ kép f 1.5 trên f 2.4 giúp người dùng linh hoạt hơn ở môi trường thiếu sáng hoặc sáng rực để đảm bảo các bức ảnh không bị nhòa hay nhiễu hạt. đi cùng là một ống kính tele 12 MP AF với khẩu độ f 2.4. một điểm nhấn trong camera GALAXY S9 lần này đó là các tính năng đi kèm nổi bật là khả năng quay chậm super slow mo cho phép người dùng thu được những thước phim siêu chậm ở 960 khung hình trên giây. Ngoài ra, máy dùng vi xử lý Exynos 9810 trên chu trình 10nm, 6GB RAM và bộ nhớ trong 64GB. IPHONE 7 Plus 32GB. Giá: 12,5 triệu đồng. Đã giảm: 1,5 triệu đồng. IPHONE7 Plus hiện cũng đã có mức giá giảm khá tốt trong thời điểm sức mua đang sụt giảm mạnh, mức giá mới giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm này. So với các thế hệ iPhone khác, IPHONE7 Plus được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại đẹp nhất hiện nay. Apple đã thiết kế lại mẫu IPHONE 6S đạt tới mức hoàn hảo và sẽ vất vả cho người dùng tìm kiếm được chiếc điện thoại tốt hơn. Với iPhone 7 Plus, điểm thay đổi đáng chú ý nhất đó là bộ đôi camera phía sau điều dễ nhận biết so với tất cả iPhone hiện nay. Đi cùng đó, IPHONE7 Plus cũng đánh dấu cho sự có mặt của hai màu sắc hoàn toàn mới đó là đen nhám và đen bóng. Ngoài ra, IPHONE7 Plus cũng đánh dấu sự góp mặt lần đầu của khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IP67, phím hôm cảm ứng lực và cặp loa âm thanh vòm. iPhone 64GB Giá 17,5 triệu đồng Đã giảm 1,5 triệu đồng iPhones tiếp tục có mức điều chỉnh giá, xuống còn 17,5 triệu đồng. Việc giảm giá các mặt hàng iPhone nhằm hút khách vì sức mua mẫu máy này giảm mạnh, ảnh hưởng từ việc giá bán năm nay khá cao. iPhones năm nay gây chú ý với con CHIPA12BIONIC, bộ vi xử lý di động mạnh mẽ nhất hiện nay của Apple được xây dựng trên tiến trình 7NM và trang bị 6 lõi xử lý, cho hiệu suất nhanh hơn 15% so với phiên bản iPhone X. Tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn 50% so với thế hệ A11 Bionic cũ. iPhones cũng được ưu ái trang bị mở khóa bằng gương mặt Face ID thế hệ mới với tốc độ phản hồi nhanh hơn so với iPhone X. Ngoài ra, iPhones dùng màn hình công nghệ LCD kích thước 6.1 inch, camera chính máy có độ phân giải 12MP với khẩu độ F/1.8, trên được trang bị cảm biến hoàn toàn mới, hỗ trợ chụp ảnh Smart HDR. BlackBerry Key2 LE giá 10,9 triệu đồng, giảm 890.000 đồng. Hầu như các hệ thống đều đã điều chỉnh giá bán KEI 2LE về mức 10,9 triệu đồng. Mức giá này vẫn còn được đánh giá là cao so với những gì sản phẩm này trang bị. Phiên bản KEI 2LE có ngoại hình tương đồng thế hệ KEI 2 với chất liệu kim loại làm khung máy và vỏ bằng nhựa với hoa vân nổi, cho khả năng cầm nắm tốt. Điểm khác biệt trong thiết kế là khung viền được phủ nhiều màu sắc đẹp mắt hơn, hướng đến đối tượng người dùng trẻ cấu hình của máy rút gọn với màn hình 4 45 inch độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh 434p, chip Snapdragon 636 xung nhịp 1.8 GHz, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Ngoài ra, máy cũng có thêm các tính năng độc quyền của hãng như BlackBerry Hub, BBM, Detect và trong đó tính năng locker, không gian riêng tư trên điện thoại BlackBerry bổ sung thêm lớp bảo mật để bảo vệ hình ảnh, tư liệu và ứng dụng. Ra Hưng